Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 24 tháng 6 đến sáng ngày 26 tháng 6 năm 2024, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các khu đô thị. Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có, triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đá để giảm thiểu thiệt hại, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực.